Cuốn 30 chương 42 giải thích thiện căn cúng dường. Kinh: muốn đem các thiện căn cúng dường cung kính tôn trọng tán thán chư Phật được như ý thành tựu nên học bát nhã ba la mật. Luận: Bồ Tát đã được không lìa chư Phật hãy nên cúng dường, nếu được gặp Phật mà không cúng dường thật là chẳng vui. Như Bồ Tát Tu Ma Đề diệu ý gặp Phật Nhân Đăng mà không có chi cúng dường, tìm kiếm chung quanh thấy người con gái bán hoa lấy 500 tiền vàng mua được 5 hoa sen xanh để cúng dường Phật. Lại Bồ Tát Tát Đà Ba Luân vì cúng dường thầy mà bán thịt máu thân mình. Các Bồ Tát như vậy đã được thấy Phật, tâm muốn cúng dường. Nếu không có gì cúng dường thì tâm có trở ngại. Ví như người dân thường gặp quân trường mà không đem lễ tặng, thời là bất kính. Thời thế nên các Bồ Tát tìm Phật cúng dường để cúng dường chư Phật. Phật tuy không cần mà tâm Bồ Tát được đầy đủ, ví như nông phu gặp ruộng tốt mà không hạt giống, tuy muốn gia công mà không lấy gì để tung sức, tâm rất ưu sầu. Bồ Tát cũng như vậy, được gặp chư Phật mà không có vật cúng dường, giàu có vật khác, không xứng ý mình, tâm bèn e ngại. Các thiện căn, quả báo của thiện căn như hoa hương, ảnh lạc, y phục, tràng phan, bảo cái, các thứ chân bảo, vì cớ sao? Vì hoặc có khi lấy nhân nói quả, như nói ngày ăn ngàn lượng vàng, vàng không thể ăn, nhân vàng được ăn, nên nói ăn vàng. Hoặc có khi nói lấy quả nói nhân, như thấy bức vẽ đẹp, nói là khéo tay. Thiện căn quả báo cũng như vậy. Do nhân duyên nghiệp thiện căn mà được đồ cúng dường gọi là thiện căn. Hỏi: nếu như vậy sao không nói ngay hoa hương mà nói nhân của nó? Đáp: đồ cúng dường có hai thứ, một tài cúng dường, hai pháp cúng dường. Nếu chỉ nói cúng dường hoa hương, thời không bao gồm được pháp cúng dường. Này nói thiện căn cúng dường nên biết đã gồm cả tài và pháp. Cúng dường hoặc thấy hoặc nghe công đức chư Phật, sanh tâm cung kính tôn trọng, đưa đón hầu hạ, nhiễu quanh lễ bái, đứng cúi mình chắp tay, tránh ngồi yên chỗ, khuyên mời ăn uống hương hoa chân bảo, xương tán các công đức chỉ giới thiền định trí tuệ. Phật có thuyết pháp thì tín thọ lời dạy bảo, thân ngữ ý nghiệp lành như vậy, ấy là cúng dường. Tôn trọng biết hết thảy chúng sanh, không ai có đức quá hơn nên nói là tôn. Tâm kính sợ hơn kính sợ cha mẹ sư trưởng quân vương, vì sự lợi ích trọng đại nên nói là trọng. Cung kính khiêm tốn sợ sệt nên nói là cung. Suy tôn trí đức của Phật nên nói là kính. Tán thán khen ngợi công đức là tán, tán chưa đủ còn sướng lên nữa gọi là thán. Tùy ý thành tựu, nếu có hoa để cúng dường, hoa liền theo ý, hoặc cầu được hoặc không cầu mà được, có thứ tự nhiên hiện ra hoặc biến hóa sanh, cho đến các thứ kỹ nhà cúng dường đều được như vậy. Hỏi: Bồ Tát gặp được thứ gì thì cúng dường, cớ sao lại tìm cầu theo ý? Đáp: phước đức theo tâm, dùng vật ái trọng đem cúng dường thì được phước thêm nhiều. Như vua A Dục lúc trẻ nhỏ dùng đất mà mình quý trọng đem dâng Phật, quả báo được làm vua cõi Diêm Phù Đề, trong một ngày dựng 8 vạn tháp. Nếu người lớn tuy lấy hết nhiều đất bỏ vào bát cúng dường mà không được gì, vì không phải là đất được quý trọng. Có người quý trọng riêng thứ hoa, đem hoa ấy cúng dường Phật được phước thêm nhiều, cho đến bảo vật cũng như vậy. Lại nữa, thích nghi theo thời, nếu lúc lạnh thì nên đem cho cười lụa, cười lừa, áo, giày, nhà ấm, mền, nệm và thức ăn uống. Lúc nóng thì nên đem cho nước đá, quạt, lọng, nhà mát, áo mỏng, đồ ăn ngon. Tùy lúc gió, mưa, đưa đồ cúng dường, như vậy tùy thời mà cúng dường. Lại thích nghi theo địa phương, tùy theo người lãnh thọ cần dùng, đều đem cúng dường. Lại nữa, tùy ý cúng dường là có vị Bồ Tát biết Phật không cần gì, lại biết các vật hư dối như huyễn chỉ là nhất tướng, tức là vô tướng. Vì giáo hóa chúng sanh nên tùy tài vật mà chúng sanh và quốc độ quý trọng, dẫn dắt họ cúng dường. Lại có Bồ Tát được thiền định thâm sâu, phát sanh Bồ Tát thần thông, do sức thần thông nên bay đến trước 10 phương Phật hoặc nơi nước Phật. Nếu cần hoa trời mưa khắp, hoa liền khắp đầy 3.000 đại thiên thế giới đem cúng dường Phật, hoặc mưa hương trên đàn trời, hoặc mưa châu ngọc tươi sáng, hoặc mưa bảy báu, hoặc mưa ngọc như ý lớn như núi Tu Di, hoặc mưa kỹ nhạc âm thanh thanh thoát, hoặc lấy thân lớn như núi Tu Di làm tim đèn cúng dường chư Phật, như vậy gọi là tài cúng dường. Lại Bồ Tát hành 6 ba la mật lấy pháp cúng dường chư Phật, hoặc có Bồ Tát thực hành 1 địa pháp cúng dường chư Phật, cho đến hành 10 địa pháp cúng dường. Hoặc có khi Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn trừ phiền não cho mình và cho chúng sanh, ấy là pháp cúng dường. Hoặc có khi Bồ Tát trú ở 10 địa dùng thần lực làm rứt lửa địa ngục,
khiến cho ngã quỷ đạo được no đủ, súc sanh được lìa sợ hãi, khiến được sanh lên cõi trời cõi người ở địa vị bất thối. Trước đại công đức như vậy gọi là pháp cúng dường. Vì vậy nên nói, muốn được thiện căn thành tựu hãy học Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: muốn làm cho hết thảy chúng sanh mãn nguyện về y phục, ăn uống, đồ nằm, hương xoa, xe ngựa, phòng xá, giường chõng, đèn đuốc, hãy học Bát Nhã Ba La Mật. Luận: hỏi, có thứ lớp gì khi muốn làm mãn nguyện cho hết thảy chúng sanh? Đáp: hành nghiệp của Bồ Tát có hai, một cúng dường chư Phật, hai độ thoát chúng sanh. Do cúng dường chư Phật nên được vô lượng phước đức, đem phước đức ấy làm lợi ích chúng sanh, đó là làm mãn nguyện chúng sanh. Như người chủ buôn vào biển cả tìm châu báu, được an ổn trở về, làm lợi ích cho người thân thích và quen biết. Như vậy Bồ Tát vào trong biển pháp của chư Phật, được vô lượng báu công đức, làm lợi ích cho chúng sanh. Cũng như tiểu vương cúng dường đại vương, làm cho hoan hỷ, được ban cho đều sở nguyện, chức vị tài của đem về nước cũ, làm lợi ích cho mọi người, trừ khổ oán tật. Bồ Tát cúng dường chư Phật pháp vương nên được thọ ký biệt, lấy vô lượng chân bảo thiện căn, được vô tận trí lực, trở lại trong chúng sanh cúng dường người lành, cung cấp vật cần dùng cho người nghèo, bọn ma dân tà kiến ngoại đạo thảy đều tan rã, ấy là cúng dường chư Phật. Tiếp đến, làm cho chúng sanh mãn nguyện. Hỏi: Bồ Tát thật có thể làm mãn nguyện hết thảy chúng sanh chăng? Nếu làm mãn nguyện khắp hết chúng sanh, vậy chư Phật và Bồ Tát khác còn lợi ích gì? Nếu không làm mãn nguyện tất cả, thì trong đây cớ sao nói muốn làm mãn nguyện hết thảy chúng sanh, hãy học Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: có hai thứ nguyện, một nguyện thành được, hai nguyện không thành được. Nguyện không thành được là có người muốn cân lượng hư không cùng tận biên tế, và muốn tìm biên tế của thời gian phương hướng thì chỉ như trẻ con tìm trăng đáy nước, tượng trong gương, những nguyện như vậy thì không thể thành được. Nguyện thành được là như cây cưa tìm lửa, đào đất tìm nước, tu phước được sanh cõi người cõi trời và thành A-la-hán bích chi Phật quả, cho đến được chư Phật Pháp Vương, những nguyện như vậy gọi là nguyện thành được. Nguyện thành được có hai thứ, một thế gian, hai xuất thế gian. Trong đây vì nguyện thế gian nên làm mãn nguyện chúng sanh. Tại sao biết? Là vì lấy hết đồ ăn uống, giường nằm cho đến đèn đuốc cần dùng đều cung cấp cho. Hỏi: cớ sao Bồ Tát làm cho chúng sanh mãn nguyện những điều dễ được mà không cho những điều khó được? Đáp: nguyện có hạ trung thượng. Hạ nguyện là làm nhân duyên cho được cái vui đời nay, trung nguyện là làm nhân duyên cho được cái vui đời sau, thượng nguyện là làm nhân duyên cho được cái vui niết bàn. Thế nên trước cho hạ nguyện, thứ đến trung nguyện, vậy sau thượng nguyện. Lại nữa, chúng sanh phần nhiều đắm cái vui đời nay, ít cầu cái vui đời sau, cái vui niết bàn càng ít cầu hơn nữa. Nếu nói nhiều là đã gồm có ít trong ấy. Lại nữa, kinh này trước sau phần nhiều nói đến cái vui niết bàn đời sau, ít nói đến cái lợi đời nay. Pháp của Bồ Tát là cho hết thảy chúng sanh đủ thứ lợi ích, không nên bỏ một ai. Vì sao? Vì tâm ban đầu chỉ muốn dạy chúng sanh tu đại thừa pháp, nhưng vì chúng sanh không kham thọ hóa nên tiếp đó dạy cho pháp thanh văn bích chi Phật. Nếu cũng không kham nữa thì sẽ dạy cho 10 điều thiện, 4 phạm hạnh khiến tu phước đức. Nếu chúng sanh vẫn không ưa, cũng không nên bỏ rơi chúng sanh ấy, mà nên cho họ sự lợi ích đời này là ăn uống. Lại nữa, người phàm phu tuy có thể cho người khác ăn uống, làm mãn nguyện người kia đều có nhân duyên, hoặc việc đời này hoặc việc đời sau. Thành văn bích chi Phật không có nhân duyên làm mãn nguyện chúng sanh, nên sự lợi ích rất ít. Còn Đại Bồ Tát do nhân duyên thực hành bố thí Ba La Mật nên được làm quốc vương, đại trường giả, giàu có vô lượng, chúng sanh bốn phương nếu đến cầu xin đều được đầy đủ, như cư sĩ Tân Đầu làm vị đại đàm việt, ngồi giường lớn bảy báu kim cương làm chân, trải nệm trời mạn răng xích chân châu, người hầu hạ hai bên, mỗi bên có 84.000 đàn trang sức kỳ diệu, mở bốn cửa lớn tự do cho người đến xin. Ngày đêm sáu thời đánh trống lại phóng ánh sáng, mười phương vô lượng chúng sanh nghe tiếng trống ánh sáng chạm thân thảy đều đi đến muốn được các thứ ăn uống. Trưởng giả thấy người ấy nhóm lại liền im lặng chiêm ngưỡng hư không. Khi ấy trong hư không mưa xuống thức trăm vị đều được theo ý. Nếu chúng sanh không tự lấy được thì người hai bên lấy chia cấp cho đầy đủ mới thôi. Ai cần ăn uống y phục ngoại cụ bảo vật đều cũng như thế, cho chúng sanh tự do theo ý muốn xong. Vậy sau nói pháp khiến xa lìa bốn cách ăn, đoạt thực, xúc thực, tư thực, thức thực đều an trú trong địa vị bất thối chuyển. Như vậy Bồ Tát do lực thần thông nên hay làm cho chúng sanh mãn nguyện. Hỏi:
Lúc Phật ở đời, chúng sanh còn có đói khát, trời không mưa, chúng sanh khốn tệ mà Phật còn không thể cho hết thảy chúng sanh mãn nguyện. Huống Bồ Tát làm sao cho chúng sanh mãn nguyện? Đáp: Bồ Tát trú ở thập địa, vào thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, ở tại 3.000 đại thiên thế giới, hoặc có khi hiện làm người mới phát tâm hành 6 ba la mật, hoặc hiện làm người ở địa vị bất thối chuyển, hoặc hiện làm vị nhất sanh bổ xứ, ở cõi trời đâu xuất thuyết pháp cho chư thiên, hoặc từ trời đâu xuất hạ sanh vào cung vua tịnh phạn, hoặc hiện xuất gia thành Phật, hoặc hiện chuyển pháp luân ở giữa đại chúng độ vô lượng chúng sanh, hoặc hiện vào niết bàn dựng tháp bảy báu ở khắp các quốc độ để chúng sanh cúng dường xá lợi, thì phải pháp diệt hết. Khi đang làm Bồ Tát mà lợi ích như vậy, huống chi khi thành Phật. Phật thân có hai thứ: một chân thân, hai hóa thân. Chúng sanh thấy được Phật chân thân, không nguyện gì không thỏa mãn. Phật chân thân đầy khắp hư không, ánh sáng chiếu khắp mười phương, âm thanh thuyết pháp cũng khắp mười phương. Đại chúng đầy trong vô lượng hàng hà xa thế giới, thầy đều nghe pháp, thuyết pháp không dứt. Trong một khoảng thời gian, mỗi mỗi tùy chỗ nghe mà đặng giải ngộ, như kiếp tận rồi do hành nghiệp của chúng sanh, nên có mưa lớn đổ xuống liên tục không dứt. Ba đại kia không thể ngăn được, chỉ có gió của kiếp tận mười phương nổi lên, xúc đối nhau mà duy trì nước mưa ấy. Như vậy, pháp tánh thân Phật thuyết pháp, trừ hàng thập trụ Bồ Tát, hàng tam thừa không thể duy trì được, chỉ có hàng thập trụ Bồ Tát với năng lực phương tiện trí không thể nghĩ bàn, là nghe lãnh thọ được. Chúng sanh nào thấy được pháp thân Phật, thời không có ba độc và các phiền não, các khổ rét, nóng cùng lúc diệt hết, công nguyện gì không thỏa mãn, nhưng ngọc như ý còn luôn cho chúng sanh được tùy nguyện, huống gì ngọc Phật cho hết thảy được mãn nguyện thế gian, mãn nguyện xuất thế gian. Nếu nói Phật không thể làm cho chúng sanh mãn nguyện, lời ấy không đúng. Lại nữa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ thân ở cung vua, hiện chịu theo phép tắc con người, có lạnh nóng đói khát, ngủ nghỉ, chịu lời phỉ báng, già bệnh chết, mà nội tâm trí tuệ thần đức không khác với chân Phật chánh giác, muốn làm thỏa mãn sở nguyện của chúng sanh đều thỏa mãn được, mà không mãn là vì từ vô số kiếp lại thường làm cho chúng sanh mãn nguyện về ăn mặc mà không khỏi hết khổ. Cho nên nay chỉ lấy niết bàn vô vi thường lạc làm lợi ích nó, như thường người thân không cho đồ ăn ngon có lẫn độc. Như vậy nguyện về thế gian chỉ làm sanh các kiết sử, lại khi sang lìa các kiết sử thì tâm sanh đại khổ, cho nên không lấy đó để hứa hẹn. Lại nữa, có người nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm cho chúng sanh mãn nguyện mà chúng sanh tự không nhận được. Như trong kinh Tỳ Ma La Cật nói, Phật lấy ngón chân ấn xuống đất, tức thời